Trong video lần này, mình và Perry sẽ nâng cấp hơn 50 thánh di vật có tiềm năng, cũng đồng nghĩa là có hai dòng crit rate, crit damage, hoặc là những thánh di vật đó có những cái dòng mà chúng ta cần ở trong cái set thánh di vật của bọn nó. Ví dụ như là bóng hình thì cần tinh thông, thì liệu bọn mình có được những cái đồ ngon hay không, và cái tỷ lệ được đồ ngon khi mà các bạn đã có những đồ tiềm năng là bao nhiêu. Hãy cùng coi video để tìm hiểu nha. Đây là ạc của đàn anh của mình đã từng làm video trên channel rồi ha. Đó là video đầu tiên của Genshin luôn. Đó là video Roll Raiden Shogun ha. Nhưng mà sau một năm sau khi Raiden đi lên lần 2 thì ảnh cũng bệnh xấu rồi. Ok, bắt đầu luôn. Ý là vừa nâng vừa bỏ ấy nha. Ừ. Tiêu chuẩn rất cao nha mọi người. Lệch hai dòng là dùng luôn. Ok, bắt đầu luôn. Bắt đầu. Bắt đại vô nè. Mình kêu bỏ khóa là đi. Ừ. Đầu tiên là chúng ta có cái double crit đúng không, mà set tôn giả trầm lặng giờ đánh giá là không ai sao cầm nữa rồi. Let's go, vô luôn đi. Và đó là được thấy cái đầu đây. Set tôn giả trầm cảm này là một set cực kỳ khó xài, và bây giờ nó đang cố gắng níu lấy sự sống của nó. Ok, là cuối đây vô rồi. À, nó lệch lần nó vẫn xài được. Không, vẫn xài được, giữ cái này phải bỏ giữ quá. Không. Cái này nó lệch đúng một lần mà. Hai lần rồi. Đâu. Quên là lệch rồi. Không có tính cái lần đó. Trời ơi. Rồi tới cái này đi. Mới đầu vô khá thuận lợi video. Không có thuận lợi gì hết, đó là cố tình thuận lợi thôi. Ok, rồi giờ tới hiền nhân bốc lửa thì nếu mà mọi người không biết thì cái này là... cũng là một set không nên chơi được. Ê, thì không nên chơi, nhưng mà nếu mà mọi người có sẵn thì vẫn có thể xài cho Klee. Và nghe nói dạo này CL gì đó có thể xài được cái này á. CL mà bản bà cò mà bốc hơi á. À rồi, cái này thì không cần phải nói. Bỏ qua. Ok, chúng ta tiếp theo, chúng ta tới với lại cái bốn dòng sẵn, tuy là min roll nhưng mà nó vẫn là 4 dòng. 4 dòng sẽ hơn 3 dòng. Ừ, 4 dòng hơn 3 dòng á. Ok, vô thử. Ờ, nó hết hơn rồi ha. Nó hết hơn rồi. 17.9 là min đó các bạn. Nó hơn một min. Nó hơn một lần min, nó hơn một lần min. Ok, tiếp theo chúng ta cũng có một cái 4 dòng. Liệu rằng cái này sẽ khác. Lấy cái cổ luôn đi. Liệu rằng cái này sẽ khác mọi người. Ừ. Vô. Liệu rằng cái này sẽ khác. À mà nó không khác. Khoan, từ từ. Ê. 19 hay. À thì 19 hay. Nhưng mà 20 gì. Ok, cũng một cái hoa double crit nữa mọi người. Đâu hôm nay cũng farm nhiều gì nhau mất lửa dữ người ta. Đó là chắc phá từ hồi nào rồi đó anh. Ừ, chắc phá cũng tầm 3-4 năm vậy. Là hai dòng rồi ha mọi tiếc, người bạn ra hai ngự. Rất tiếc thí sinh này đã bị loại. Rồi chúng ta tới với lại sát thương bạo, tỷ lệ bạo ha. Có một phân phát xét chủ đạo cho CL 100. Ừ, ông mà em nghe nói có một phân phát là xét này auto ra crit ha. Để coi cái phát này có đúng không ha. Hưng thử rồi tất bùi. À và không. Rất tiếc phát này không đúng à. Ứng cử viên tiếp theo set này thì lại xài được nha. Cái đồng hồ này cực kỳ ngon nếu như nó là đúng. Ừ. Cái này ổn nha, cái này là ổn nha. Ta hãy phân tích hai từ nếu. Rất đẹp. Đây. Ok ok, đi. Tao không mang đã. Tao có nên cho nó một cơ hội không? Mình cho nó cơ hội đi. Lát suy nghĩ sau chứ. Ok. Ứng cơ biên ha. Chứ tại vì nó... chưa bỏ khóa hả? Ok, tiếp theo chúng ta tính với lại một cái lông. Đây, ứng cơ biên tiếp theo. Liệu nó có 40 CV không? Không, nó lệch một lần. Mà nó low roll, cái vấn đề là cái này nó low roll đó mọi người. Cái này nó hai cái lần low roll nè. Bỏ. Ừ, bỏ cái này mình bỏ. Cái đầu thuận lợi xong mấy cái còn lại thì nó... nó bắt đầu rồi đó. Thật ra là cái... đính chính là cái đầu là cố... mình một nhắm mắt cho qua đó. Ừ, nó trên 30 nhắm mắt cho qua đó. Ok, tiếp tới một cái, chúng ta tới với lại một cái lông tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Vô. Thì nghi ngữ quá. Ông nói gì vậy ông? Ông nói gì vậy ông? Đi. Ông này ông trù không? Ông này siêu trù luôn.
cái ngự phần trăm nó mạnh lắm. Vậy giờ tới cái ngự flash nè, giờ tới lượt em đọc lệnh nè. Thử là đọc em, anh chùi em đọc lệnh ai mạnh hơn nè, vô. Oi in sát thương bạo. Oi in sát thương bạo. À nó wait, cái này từ từ nha. Bây giờ nếu như thuận lợi nó có thể lên 84 tinh thông một tố. 84 tinh thông. 84 tinh thông. À mà nó phòng ngự. Dữ không Hưng? Để từ từ kiểm tra lại, dừng 5 phút chúng ta sẽ mình để kiểm tra lòng lại rồi sau đó chúng ta quyết định có giữ hay không ha. 5 minutes later. Ok mọi người, sau khi mà ngồi một hồi thì mình phát hiện sau ra khi kiểm tra chúng ta đã có kết luận. Approve. Cộng một cái lông nó giữ được tại vì anh không có cái nào ấy. Tiếp theo chúng ta tới với lại tiếp theo một cái double crit nữa, giờ tới lượt mình đọc lệnh tiếp. Ừ, chỗ này á là ẩn min à. Em hả? Em lần này em đọc lệnh nha, full HP. Nghĩ min. Ơ. Ê, phải. Nó vẫn min nha. Ừ nhưng mà min sẽ thương bạo nha. Rồi bây giờ lên, lần này lên. À, không, lần này lên. Đó thấy không, nó lần này lệch mà. Phải cả hai người cùng chù mới được. Nhưng mà 38 giữ được rồi, 39 giữ được rồi ha. Được, chấp nhận 39 được. Giữ được. Ok, cộng 2. Cộng 2, cộng 3 thì ra là cộng 3 rồi, nhưng mà cái kiểu gì là cộng 2.5 á, đó tính cái đầu tiên. Rồi, cái tiếp theo mọi người vô. 3 năm trước đây là cái nón mơ ước của rất nhiều người. Bây giờ vẫn là cộng không. Bây giờ là 3 năm trước. Ừ. Bây giờ cũng là một nón mơ ước của một vài người. Vài người. Ừ. Ít hơn nhưng mà vẫn mơ ước. Ui. Nửa kìa. Ây da. Và đó là sát thương. Hai. Cái này không phải cộng 4 nữa, cái này cộng 5. Đó. Ui chà. Từ từ. Chơi là nhưng mà lúc sau thì what the hell, cái gì đây? Chúng ta đang đi trên một golden road các bạn biết không? Ừ. Một con đường hoàng kim đúng không? Ok. Thì chúng ta không biết khi nào chúng ta bị lật. Rồi cái tỷ lệ tiếp theo giờ tới cái nón này. Lấy phiên sát thương bạo. Là cái nón mơ ước của chúng ta. Ừ, bây giờ chúng ta cũng mơ ước nữa tại tỷ lệ tinh thông. Bây giờ chúng ta cũng mơ ước, nhưng cô sẽ không nói gì hết. Cô sẽ để gió cũng đi. Vô. À, rồi. Khoan. Ủa gì kỳ vậy ta? Khoan. Tiếp tục. Tôi sẽ không nói gì cả. Lần cuối vô tỷ lệ bạo giữ được. Bây giờ mà tỷ lệ thì ngon là tinh thông hơi chật nha. Ừ, tinh thông thì lại hơi yếu rồi, cho nên là không biết. Hát không ngủ chắc chắn chật. Ừ. Tôi không nói gì hết. Ui. Nice. Một cái mũi rất mơ ước của rất nhiều người. Holy. Ê, cái nón này còn hơn cái nón sát thương bạo mà của anh nha. Ừ. Của anh là 10.5, 56. Tinh thông, bọn này là 10.5, 68 tinh thông, 4.7 HP. Ừ, anh không lấp thế nha. Holy. Ok, ê, rồi. Cái gì đây là Apple các bạn à. Tiếp theo, chúng ta có ứng cử viên cũng gần vậy, nó lệch, nhưng mà cái này tấn công. Nó cũng gần thế, nhưng chưa có tinh thông thôi. Chỉ em mình roll hơn á, để coi như thế nào. Ờ, lệch hai lần rồi, bỏ ha mọi người. Lệch. Không phải vì mày tại. Ừ, vì mày cái thằng khác quá tốt. Hai lý do. Ờ, cái này 4 vòng nè. À, nhưng mà 2 vòng tệ quá. 4 vòng. Tệ quá. Nhưng mà 4 vòng thì nó thật ra là cả 3 vòng đều tệ, nếu như bạn tính luôn cả thì quá nào. Ừ, đi nào. Ừ. Đi luôn đi. Đi. Và đó là okay. Ôi trời ơi. Từ đã, khoan đã. Nếu như bạn chơi cho đây, nốt nếu bạn chơi giả video, đây là thứ bạn cần. Chúng ta tới một cái ly băng. Ly băng này mạnh. Nếu nó ngon thì rất nhiều nhân vật hệ băng có thể sử dụng. Phong không chơi. Và đó là ừ rồi. Nói chứ không okay. Chơi chi vậy, đúng chù luôn ông ơi. Đây là từ mình tới okay, mình tới Thảo à. Ừ, băng rồi chúng ta sẽ tới Thảo. À, Phong có chơi ao hay thầm? Ừ, không có mới có Nahida nữa. Mới có Nahida. Ok, vô hết crit nè. Vô hết crit đi.
Ngự. Ông đọc lần cuối gì vậy ông? Ông đọc nghi lắm. Ông không muốn ông Phong, anh Phong được đồ ngon sao? Ok, giờ chúng ta tới. Thì anh thấy cái nó đó anh hết muốn rồi. Giờ chúng ta tới một cái tỷ lệ bạo nè. Tỷ lệ bạo sát thương bạo. Cái nồ này 4 dòng đều ngon trừ cái dòng chính. Nhưng cũng ngon mà, bình tĩnh. 4 dòng đều ngon trừ dòng chính hả? À. Thấy chưa? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Ui. Úi giời ơi. Ai. Ai. Ai bà. Rider. Rider. Ok, bây giờ chúng ta tới với lại cái hoa long nha mọi người. Ôi trầm cảm luôn các bạn à. Ok là rồi, đó thôi đừng trầm cảm nha. Cái này nó lô lô không mình, nó được. Các bạn snapshot lại cái lông này là các bạn nhìn vô nó là nâng chưa? Ý nói là nó ổn. Là nâng nó, chưa? Nó vô hai lần. Nhưng mà cái này vô tỷ lệ bảo. Đáng lý nó là 10 chấm. Ừ. Ồ cái này lại là một cái mà rất nhiều người mong muốn nè. Cái này rất đẹp luôn. Rồi nhìn rất cân chứng, rất cân xứng tới dòng thứ tư ra phòng ngự. Ừ, vô. Nó vô phòng ngự á, đừng tin nó, đừng có tin nó. Thấy chưa? Thế, mọi người thấy không? Mà. Mọi người thấy không? Nhìn thánh di vật 4 năm qua mà. Ông này ông chù mọi người, ông không muốn người ta có thánh di vật đẹp mọi người. Tôi không có chù, tôi chỉ đưa ra sự thật. Cái sự thật đó, nó hơi kỳ á mọi người. Ok, cái này thì nó khá là khỏe. 7 và 3978 thì mình nghĩ là nó sẽ all in. À rồi đó là hết. Ôi này. Đang cầu mong người ta. Bây giờ giữa cái người chù và đúng và cái người luôn chúc phúc và đã chọn các bạn tin ai? Cái nào tệ hơn? Đúng không? Ít nhất một có một cái hoa cũng gần gần những cái lông hồi nãy. Ok, đó chưa đi. Mà khá ổn. Cái khúc này ra HP. Nó tính ra 4 dòng đều ngon nhưng mà vấn đề cái này nó lệch quá, nó chưa 30 nữa bỏ. Nó min. Ừ, nó min chết luôn. Bạn thì bạn đấy. Bạn vô những dòng á nhưng mà min quá. Bạn vô những thứ chúng tôi cần nhưng mà bạn không đủ tốt. Rồi khúc này thì tấn công phần trăm nó sẽ ngon nè. Ừ. Nè. Còn min nữa. Chịu. Ok, cái cuối cùng của hoa của set xếp đoàn hát lang thang đại lục. Let's go. Hồi nâng 5 kìa. Ồ thì ra nhân 5. Ôi rồi đó. Thì ra nhân 5 là nó vui hiểu quá nạp. Thì ra nhân 5 là nó vui hiểu quá nạp. Ok, chúng ta tới lại một cái trái tim trầm luân. Double crit. Trái tim trầm luân lại không phải khi không, nó được gọi là trái tim trầm cảm. Nhưng mà cái này nó là một set hiện tại vẫn còn được đang sử dụng ha. Và nó cũng được sử dụng khá tốt ha. Cho nên là nâng thử. Nhưng mà cũng không phải khi không, nó gọi là trái tim trầm cảm. Như các bạn thấy đấy. Nó là đúng lần hả Hưng, hiện tại. Ok. Tạm giữ ha, nhìn mọi người có thể nhìn mora của tụi mình. Nên là mình sẽ tạm còn giữ ha. 696. Lát nâng mấy cái nữa cho nên rồi tính. Vậy coi như là cái dòng này dòng sàng lọc không? Ừ, dòng sàng lọc đi. Sàng lọc những ứng cư viên. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tới với một cái một hoa nữa, nhìn rất ngon luôn đúng không? Nâng đi rồi biết. Ừ, nâng đi rồi biết. Mở khóa. Ừ, nó là hai lần rồi. Không, thật ra cái này nó không tính là lệch lắm nhưng mà nó mở khóa. Nó có nổ hai lần nữa nó cũng chưa được 30. Ok, chúng ta tới một cái ly tấn công cho Raiden. Một ly tấn công Raiden. Nếu nó thành công là ok, thử rồi. Ồ, tăng 2 lần. Tiếng 2 lên. Wow. Amazing, good job. Ok, bây giờ chúng ta tới cái set thực sự vật lý hiện tại đang được sử dụng ha mọi người. Eula đang sử dụng cái này. Character này chơi vật lý cũng sử dụng cái này. Và chúng ta cũng sử dụng cái này. Từ khoan đã. Vậy muốn giữ cái này hả? Kiểm tra lại coi Eula có được có trong cái hàng này hay không. Ok, 5 phút giải lao. 5 minutes later. Sau khi hội đồng thẩm tra thì chúng ta quyết định là cái lông nó giữ được ha. Ừ, cái đó giữ được ha mọi người, cho nên mất thêm 1 phút nữa. Cộng thêm một cái phút level 20. Vậy là 4.5. Ok, thêm cái hiệu quả nạp nè. Cái hồi nãy when very well ha mọi người, cho nên là không biết cái này nó có when very well không. Vô. Ý cả 4 dòng được nha.
Ừ thì đó. Ok, 5 rưỡi. Các bạn đếm với mình coi là từ nãy giờ là các đã bao nhiêu cái rồi. Lần lần cái này không? Một sự tôn trọng. Để giữ thôi, giữ một sự tôn trọng. Ok, chúng ta tới với một cái giấc mộng phù hoa. Giấc mộng phù hoa của riêng, Albedo, của riêng, Hito. Riêng và... cái này thì chúng ta sẽ giữ nếu có mà... Ừ, riêng cái này thì phòng ngự lại tốt ha, và tinh thông nguyên tố lại yếu. Cho nên chúng ta... nó vô tinh thông nguyên tố thì nó dùng. Được rồi. À... 368 tinh thông là câu trả lời cuối cùng. Ây... Ui chà. Các bạn tua lại 5 giây trước, các bạn hãy nghe. Phòng ngự là tốt, tinh thông là 6, 6-8 tinh thông. Mình nâng này không Hưng? Nâng đi, nâng đi. Này được hả? Thì HP thì ít, kiểu như character. Kiểu như HP có character xài. Các rồi HP cũng có character có, xài. Có, có. Thôi nó vô phòng ngự không ha mọi người. Dòng tệ tệ rồi còn lệch một lần nữa. Mấy cái nón HP mà double crit thì chỉ được sử dụng khi mà nó vô hết crit thôi. Chứ Kugumi cũng chê cái này mà. Kugumi chê sạch. Ok, bây giờ chúng ta có cái 3978 nữa ha mọi người. Thêm cái 3978 3978, 19 tinh thông. Ừ. Tỷ lệ sát thương tinh thông. Liệu nó như thế nào? Này thượng căn phòng ngự nhiều lắm. Này lệch lần rồi. Đi. Cái set này nó phải all in, nếu mà làm offset nó phải all in ha mọi người. Nó mà đi một riêng mấy cái offset thì mà như hoa nữa. Nó là hoa nữa cho nên là một là all in, hai là đi. Đồ môi chề. Mình lất cũng bình thường cái môi chề nha, lất mình không bị tệ quá. Vô. HP. Không, nhưng mà nó lệch một lần. Mới 13 à? Ừ, set này thì nó nâng thử lên được ha. Nâng luôn đi. Và nó là gì? Là... À. Môi chè taser mọi người, môi chè taser. Em nghĩ nó sẽ là 18 tỷ lệ bạo. À và đó nó giữa từ một. Đúng là không tới 100 điểm nội thần nhưng nó sắp tới rồi đó. Nhưng mà anh Phong ảnh không có cái hoa nào hết của cái set này á, nó hai cái là mình tạm được á. Nâng không? Ừ nhưng mà riêng nó chúng ta phải xét tới cái việc là anh không có cái nào ha. Cho nên là tạm chúng ta sẽ giữ cái dòng gửi xe. Tại vì chúng ta phải xét cái chủ ạc nữa ha mọi người. Tới cái này vẫn như cũ, offset thì chúng ta sẽ xem coi liệu nó có all in hay không. Còn nếu khi mà nó một dòng ngự nằm ở mức 7.3%, max của phòng ngự là 7.3% thì thường nó sẽ lên. Ừ, như anh dự đoán. Thêm cái nữa nè, rồi để ăn ngon cả. Rồi đọc thử đi, thêm cái nữa nè. Tinh thông nguyên tố. Ok. Không. Và nó đang ngự luôn. Nó vẫn rất buồn ngự. Không, em có một cái kinh nghiệm để rút ra là nếu đã có một dòng ngự thì cái tỷ lệ lên ngự còn lại khá là cao ấy nha. Cao phải liền luôn á. Rồi tiếp theo chúng ta vẫn tới một cái double crit. Như mọi người đã biết thì cái set heal nó hay ra double crit lắm. Đúng rồi, và thường nó sẽ muốn mạnh là nó ra HP. Ừ. Cho nên nó ra tấn công. Nó lệch lần. Và nó win luôn. Đi. Ừ mà nó lệch lần nó dùng. Tinh thông thì quá nạp max nè. Riêng cái set này thì cái này chúng ta nâng cái này. Ok thử. Chúng ta tạm chia tay cái tỷ lệ sát thương, chúng ta qua cái này. Cái lất tinh thông mình khá là cao ha. Nếu mà mọi người coi video Nahida mọi người sẽ biết. Ok thì thử rồi. Vô. Lất tinh thông này. Nó lất tinh thông thì cao nhưng mà vấn đề là nó có cái công tinh thông này. Nhưng vấn đề nó có cái ngự. Cái này sao tỷ lệ sát thương được. Tinh thông nè. Mỗi cái dòng đục. Nó là thai lần luôn rồi. Tấn công. Và tiếp theo chúng ta tới thêm một cái tinh thông nữa. Liệu là cái này không nó vô tinh thông hay là tự nhiên nó thành đồ ngon, nó all in sát thương bạo nha. Rồi bây giờ các bạn đoán xem cái này nó ra cái gì bằng cách comment phía dưới nha. Ok. 5 4 3 2 1. Vô. Ú. Phòng ngự là đáp án chính xác. Không, khoan. Nhưng mà tinh thông vô được 58 điểm tinh thông ở level 13 đi tiếp được. Vô. Bây giờ nè, rất có thể nó là 100 tinh thông. Ok, cũng được gần nửa đường rồi mọi người. Chúng ta tới cái này. Cái set này set không ai farm mà ảnh có một cái này là cũng khá là ngon đó chứ. Đúng không? Đây là một set 7. Đây là món đồ 7. Biết là sao không? Trước khi ấy chưa kịp nói xong. Thấy chưa? Để người ta nói xíu đi chứ. Khoan, nó mới lệch có vài dòng mà.
có con dầu mà cái này sách thảy biết không, nó ngự nhiều quá khả năng nó vô dễ lắm. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nó lên 14.6% liền nè. Rồi mày quay vòng lại á, rồi mày cút đi để tao nâng mấy cái còn lại ra. Mình phải nói xàm như vậy không, quá xàm vậy thì nó mới ra đồ chuẩn được. Mình pháp sư á. Ok đây HB, một ly HB với dòng tấn công. Không, nhưng cái vấn đề là cái này thì anh Phong vẫn giữ luôn á, cái này là chịu á, tại vì anh thiếu HP. Ừ, thì được, anh không phải nói gì cả. Anh tính rồi anh Long nữa, cho nên giữ luôn. Cái 16 tinh thông này. Vô luôn đi. Bùm. Liệu răng. Ui, khoan. Ui, cái này lại ngon nha. Trời khoan. Ơi, nó mà cái gì khác mà tấn công thì nó sẽ ngon ha. Không, nhưng mà cái này nó cũng vẫn mê nha, cái này vẫn mê nha. Đây, tấn công xài cho ai? Raiden, chỉ có mỗi Raiden thôi. Vậy đó là bộ này không ra sát thương hết. Bà đó ra cứ có ngự là nó vô à. Hay á. Ôi ôi à, lất chúng ta đã xài cho cái hai cái mũ hồi nãy rồi ha mọi người. Ok, giờ tới một cái hiệu quả nạp. Ai xài cái này trời. Raiden nữa, thêm cái Raiden nữa hả. Ai đi. Mày tính ra kết thúc cái này á, tính tới hiện tại thì người được hưởng lợi nhất là Raiden. Ừ, thì dù sao Raiden cũng C6 rồi một mà mọi người. Các bạn nếu muốn ra đồ ngon thì nhầm như tụi mình có một con Raiden C6 và nhìn đi, 17.5 tấn công, ai húp ngoài Raiden có anh Sengun. Mày qua được dòng cửa xe. Ok, giờ chúng ta tới một cái tinh thông nguyên tố. Cái này thì lại xài được nha, xài được khá nhiều nhân vật có Mario Yoshi. Tinh thông hiệu quả nạp vô hợp lý. Ừ, và nó thì quá nạp. Hợp lý, anh. Good. Chấp nhận được. Ai xài? Được mà, tính không được mà. Cho cái này... chỉ con, ví dụ như là nếu mà các bạn có cái bộ set của... Đám tinh thông cho, mà cho flash á. Nhân vật cần quên. Tinh thông và thì quá nạp. Phòng ngự này, Albedo, Ito. Thì ý nói là anh Phong có Albedo cho nên là... Yeah, thử coi, vô. Vô. À bà tự hiểu rồi mọi người. Hết. Tạm biệt. Và à không. Và vậy nó đúng, tới đúng biết là và thế là hết. Ok, chúng ta tới một cái mục clip tiếp theo. Ây da. Chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với những cái đấu mục clip. Nhưng hai. Nó hết. Nó min nhưng mà nó all in. Nó cần min. All in. Giữ. Mỗi thứ một dầu. 0.5, cái này là 0.5 nè. 330 rồi. Đây là chỉ số của một con Albedo mà các bạn nên bút. Khi chúng ta cùng tới một cái phòng ngự nữa là Albedo có được nâng cấp. Cái này Albedo đúng... ở xem à. Cái vấn đề cái này đúng set Albedo luôn nha mọi người. Đúng các không? Bạn hãy nhấn like để cho chúng con đem cái này sọt rác cho nhanh. Vô. Nha. Yeah. Ừ. Ôi. Không, khoan, cái này Yunjin. Cái này là Yunjin. Ô, Yunjin làm đồ hồ nạp cho nhanh. Thì thôi bỏ rồi. Đúng là nhanh thật. Cảm ơn các bạn đã nhấn like. Ok, tiếp theo chúng ta tới một cái đồ Furina hay là đồ official. Nói chung là cái này có thể cả hai cái thì nó có tinh thông. Đồ Furina, đồ fit, đồ sing. Nếu các bạn chú trọng đam mê. Ừ, với hoặc là đồ da e. Nếu mà các bạn chỉ chơi e. Ừ, và đó là thích. Cho nên là I give you one more chance. And you disappoint me. Đó. Giúp vô ở đâu rồi Chen. And you Chen disappoint gì? Me hai da. Chen vô ngự luôn. Lấy cái ngự 65 đi luôn đi. Hay đi luôn đi. Ê. Ê. Nó Loron vậy nhưng mà qua dòng gửi xe. Rồi nè tới tiếp theo chúng ta tới một cái offset nè, tại cái này đéo offset được. Mày phải vô hết. Ừ rồi, mà mày không hiểu hết. Trong quá trình mà các bạn mình nhìn tụi mình nâng á thì các bạn sẽ nhìn thấy, có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái đồ mà ý mình đang cần nè mà sao ổng dục vậy. Ừ, do ạc này không cần các bạn. Ừ, và các bạn nhìn đi 578.000 thì hơi khó rồi. Ừ. Ok thì nâng luôn á. All in, bắt buộc phải all in, nếu không thì dục. Ừ và dục. Chúng ta đã đi hết đống đó bục rít rồi đó. Có một cái bục 6 nữa. Nha. Tính luôn cái đồ của Yula là 9. Thì nói chung là giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới dòng sàn, cái này không tính chúng nha. Chúng ta bắt đầu tới vừa qua dòng cửa xe, chúng ta sẽ bắt đầu tới dòng hàng real. Ồ rồi, ok. Thử. Lên. HB.
nó vẫn giữ được ha mọi người, nói thiệt là cái này nó vẫn giữ được. Why? Tại sao giờ này mà vô clip? Ừ, nhưng mà tại sao mày lại vô clip? Cái này thì chỉ được, giữ được. Cái này nếu như mà nó là 13 hay 13 2 á, ừ thì giữ được, là đẹp. Vô. Ừ và anh mà đi. Đi. Rất tiếc. Đi luôn. Ủa mà này chưa nó... một. Ờ mà hơn cái này nó vẫn 30 rồi. Bỏ khoa. Cái này nó bỏ không ai xài á. 58 ngự, mở khoa, không nói nhiều. À, người tiêu chuẩn cao có khác. Ok rồi, Ela đi ha. Ela thì đồ này đã đồ tân cấp Ela rồi, nhưng mà nó thêm cũng win. Nó thêm một crit nữa là ngon ha. Hy vọng vậy. Nó chỉ cần là lên 21 sát thương bạ là ngon à. Ờ và nó crit nữa, ngon thấy không? Tỷ lệ. Ngon thấy không? Ok, ok. Ổn. Vừa lo có thêm một đồ mới. Tới cái này. Cái này mạnh nè. Nó đã win ngay từ đầu rồi. Ok, nhưng mà nó thêm hai lần nữa nó win hơn. Nó phải nó chưa à, win đâu, nó là chưa thua thôi. 31 á, em nghĩ là 31 á. Nè 31 nha. Giữ được. Còn, ừ, dạ. Nó là một lần nhưng che nó vẫn 30 cho nên giữ được. Lần nữa 40 rồi, hơi buồn. Ok. Vô. Ồ. Good. Hôm nay Raiden thắng. Được. Cộng 1. Cộng 1 ứng ưu chiến gia đình. Raiden W. Rồi tiếp. Cái này chỉ thành công khi nào các bạn biết không? Vô thêm lần hai. Vô hiệu quả nữa hả? Ok. Khi nó vô hiệu quả. Ờ rồi. À. Hơi tiếc nhưng mà xài được. Nó giống như cái bữa mình farm lần đầu ra đổi cho nhà lữ hành bữa. Hơi tiếc nhưng mà xài được. Phải vô crit. Ừ làm thì ơn. Đương nhiên nâng, rồi. Làm ơn nâng cái tỷ lệ lên xíu. Không. Nó đều. Sát thương bạo. Không, à, set này sát thương bạo. Set này sát thương bạo. 28.8, 29. 28. 28.9, 28.9. 28.9. À. Được, chấp nhận được. Good. Tạm đi. Đối với một con xài cả HP lẫn tấn công như đây ra thì good. Ok, cái này là riêng mình, nếu mà nó vô một lần nữa thì xài được. Ờ, thấy không? Cãi em. Nó xíu mà. Ừ thì vẫn giữ được 30 rồi. Mặc dù là nó lô tới chết. Mà đang lắc đầu á các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta tới tiếp theo là tới cái này. Liệu là nó có thêm một lần nữa không? Nó mò thêm một lần nữa là hơi bị mạnh nha. Nó phải thêm. Vô. Nó không thêm là thua. À thêm thiệt kìa. Hai. Rồi. Ok 35 giữ. Tính ra là mình đe dọa nó không thêm là thua thì nó thắng. Rồi đi thằng này. Ok thằng này là tấn công nhiều lắm rồi. Cho nên phải xác thương bạo. Tấn công nhiều lắm rồi phải thêm lần tấn công nữa cho xài sen vun. Không đẩy lên 23 thì chịu. Ừ, ok rồi. Được ừ, chấp nhận good. Tạm. Ổn. Hay da. Này phải crit. Đương nhiên ông nói 10-14 hoặc là anh không thích 10-14 lắm nha. 7-21 đi. Vô 10-14 thiệt. Cái anh không thích nó vô nhưng mà nó vẫn mạnh. Cái hạt này nó hại tôi vừa. Hại điên.